Hôm nay mình nhận khách một cái máy Oppo A16K lỗi xài một xíu sụp nguồn khởi động lại. Những lỗi này thường là thay pin là hết nha mọi người, nhưng hôm nay mình có cách fix không cần thay pin. Mọi người cùng xem cho vui nha mọi người. Bây giờ làm lúa nha mọi người.